Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Điện Máy Phong Hương nha. Mình rất vui khi được gặp lại các bạn. Thì nhân dịp đầu xuân năm mới, mình xin gửi lời chúc đến toàn thể các bạn bè anh em đã đồng hành, ủng hộ và theo dõi channel của Điện Máy Phong Hương. Lời chúc sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Hôm nay mình ra một cái video mới là hướng dẫn các bạn một cái thủ thuật nhỏ nhỏ nhằm mở rộng và tăng tính ổn định của bộ phát wifi trong gia đình mình. Thì vì sao chúng ta phải làm cái việc này? Thì như các bạn biết đấy, việc sử dụng internet trong mỗi gia đình của chúng ta hiện nay là rất phổ biến rồi, và nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều trong công việc cũng như cái giải trí, rồi quản lý gia đình, rồi là nhiều công việc khác nữa. Tuy vậy, trong quá trình sử dụng thì bộ phát wifi của gia đình mình nó tính ổn định không cao này, rồi phát không được xa này, hoặc là chúng ta đặt nó vào những cái vị trí mà không thuận lợi. Chính vì vậy việc khai thác nó thì gặp rất nhiều khó khăn, và hiệu quả của việc khai thác chúng ta là không cao. Vì vậy, để tăng tính ổn định cũng như cái bộ phát của chúng ta được mở rộng hiệu quả, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái thủ thuật nhỏ nhỏ, nó giúp các bạn nâng cao cái chất lượng phát sóng của bộ router trong gia đình của mình. Vâng, và trước mắt mình đây là cái bộ router của gia đình mình do bên tập đoàn VNPT nó cung cấp các bạn này. Tuy vậy, khi sử dụng cái bộ router này trong gia đình mình thì mình thấy xung quanh ở gần đấy thì không có việc gì, song khi mình ra khỏi nhà một khoảng cách này, hoặc là đến những cái vị trí quét thì mình thấy là mình tẹt cái băng thông của nó thì nó đã giảm đi rất nhiều các bạn, do rất nhiều cái lý do, thì như là các cái vật cản như tường này, rồi khoảng cách này. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng một cái mèo nhỏ nhỏ và để tăng cái khoảng cách phát của cái bộ router này cũng như cái chất lượng đường truyền của nó. Thì để chứng minh cho việc này có hiệu quả hay không thì ngay bây giờ mình sẽ ra khỏi nhà và mình đo cái đường truyền của cái bộ router này các bạn nha. Vâng, ngay bây giờ mình đứng ở vị trí này cách cái ở vị trí đặt cái router là khoảng 15 đến 17 mét các bạn, 17 mét đấy. Và bây giờ mình sử dụng cái smartphone và sử dụng cái là speed test để mà kiểm tra cái tín hiệu của cái router trong gia đình mình các bạn nha. Đầu tiên thì mình phải kết nối cái router đó vào cái smartphone của mình. Vâng, như vậy là mình đã kết nối bộ phát VNPT vào rồi này. Và sau đây mình sử dụng cái phần mềm speed test để mình kiểm tra tốc độ đường truyền của bộ phát của mình nó đạt băng thông ra sao các bạn nha. Rồi mình kiểm tra này lần thứ nhất này. Lần thứ nhất mình đo được là tốc độ download là 22,7 megabit các bạn nha. Và tốc độ upload là 16,7 này. Mình xóa đi. Mình test lại lần thứ hai này. Lần thứ hai mình đo được đó là tốc độ download là 27,9 megabit. Còn tốc độ upload là 16,7 megabit các bạn này. Mình test thêm một lần thứ ba nữa xem sao này. Lần thứ ba mình đo được là 27,2 megabit đối với download này. Về upload là nó đạt 18,0 megabit các bạn nha. Vâng, và ngay bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng
cái thủ thuật nhỏ nhỏ để mà mở rộng sóng cũng như tăng cái chất lượng sóng của cái bộ rotor này. Thì cái cách làm là như sau: các bạn sử dụng vỏ bia cũ này, các bạn làm cho mình hai cái như thế này. Đối với bộ rotor mà có hai kênh anten thì việc làm này đẹp xấu thì tùy thẩm mỹ của mỗi người các bạn nha. Các bạn có thể sử dụng kéo này hoặc là các cái máy mớt, máy cắt ấy, thì các bạn tạo cho mình hai cái như thế này. Sau khi các bạn làm xong hai cái như thế này thì các bạn có thể sử dụng kéo dán hai mặt hoặc là kéo nhựa các bạn dán vào. Và bây giờ mình sử dụng cái kéo nhựa này, mình dán vào. Vâng, sau khi mình sử dụng cái kéo nhựa này, mình dán hai cái vỏ lon bia mà mình đã cắt và tạo hình như thế này rồi, dán vào trên cái anten. Và các bạn lưu ý cho mình là các bạn muốn nó phát theo hướng nào thì các bạn phải để khoảng rộng trước cái vỏ lon bia này về cái hướng đó các bạn nhé. Sau khi mình đã gắn vào cứng cáp rồi thì mình sẽ ra lại vị trí cũ và mình kiểm tra lại các thứ cái băng thông của nó như thế nào các bạn nha. Vâng, bây giờ là mình đặt máy quay lại vị trí test lúc nãy á, và mình kết nối lại cái bộ phát wifi mình cần kiểm tra lúc nãy mình vừa làm xong đấy. Bây giờ là mình kết nối nó lại các bạn nha. Sau khi mình đã kết nối lại xong thì cũng chiếc smartphone đó và cũng cái phần mềm đó mình kiểm tra chất lượng sóng của nó như thế nào. Thì mình mở cái ứng dụng SpeedTest lên, mình kiểm tra lần thứ nhất, mình kiểm tra xem sao này. Lần thứ nhất mình đo cái thứ tốc độ nó như thế nào các bạn nhé. Với lần kiểm tra thứ nhất là mình đo được tốc độ download là 38,6 megabit các bạn nhé. Về tốc độ upload là 15,4. Mình tắt đi và mình kiểm tra lần thứ hai xem thử như thế nào. Nó lên khá cao các bạn so với trước, và sau khi mình sử dụng cái thủ thuật đó thì chênh lệch khá lớn các bạn nha. Và đối với lần test thứ hai này thì tốc độ download là 44,8 các bạn này, và tốc độ upload là 21,7. Mình tắt đi và mình kiểm tra lần thứ ba là xem sao. Lần thứ ba mình đo được rồi, tốc độ download là 42,6 các bạn này. Và tốc độ upload là 21,5. Vâng, như vậy là các bạn vừa thấy mình đã kiểm tra trước và sau khi mình đã can thiệp cái thủ thuật nhỏ nhỏ này. Thì khi so sánh ba thông số trước và sau các bạn khi sử dụng thủ thuật này thì các bạn thấy bộ router này sau khi chúng ta đã sử dụng cái thủ thuật thì nó được mở rộng sóng cũng như cái chất lượng đường truyền băng thông của nó đã cải thiện rất nhiều các bạn, rất đáng kể đấy. Chính vì vậy nếu gia đình nào
mà khi sử dụng các bộ phát writer của mình mà cảm thấy là nó yếu này, chập chờn này, không ổn định, hoặc là khi các bạn vừa ra một khoảng cách nhất định thôi mà thấy nó đã mất sóng hoặc là yếu sóng rất nhiều, thì các bạn có thể áp dụng cái phương pháp này để mà cải thiện cái tốc độ đường truyền của bộ router trong gia đình của mình. Vâng, video của mình cũng đến đây đã sắp kết thúc rồi. Thì nếu khi xem các cái video của mình mà các bạn thấy hữu ích thì rất mong các bạn hãy tặng cho mình một like, nhớ đăng ký kênh, chia sẻ video để mọi người biết đến nhiều hơn. Từ đó mình có thêm cái động lực để mà ra những cái video hay, hữu ích, phục vụ cho mọi người. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau.